Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người cách cắt váy liền thân cơ bản. Đầu tiên mình cho thông số như sau: vai 37, bắp tay 28, hạ eo trên, eo dưới 35-40. Hạ ngực 23, chân ngực 30, dài váy 85, vòng ngực 86, vòng eo 66, vòng mông 88. Ok. Đầu tiên các bạn chừa xa gấu hai phần, vẽ gấu hai phần, từ gấu lấy lên dài váy theo số đầu. Dài váy 85, lấy đủ 85, từ dài váy qua lấy xuống các điểm hạ. Xuôi vai cơ bản 3 phân dưới, hạ ngực 23, eo trên 35, eo dưới 40, hạ mông cho 56, ok. Mình lấy ngang cổ cơ bản là 6 phân rưỡi, từ mép vải lấy vào 6 phân rưỡi, vì là váy liền thân nhá, thì cái mép này các bạn sẽ gập đôi cho mình nhỉ. Đây mép của đôi mình sẽ dập, thì mình sẽ lấy một nửa thôi. Sâu cổ 6 rưỡi, từ dài váy xuống. Hơi mờ phải không? Ngang vai bằng vai chia 2 chia 1, 37 chia 2 18 rưỡi chia 1 17 rưỡi. Hạ nách bằng bắp tay chia 2 giữ nguyên. Phần hạ nách này các bạn có thể xem nó giống như áo Libanh nhá. Ok, đây chéo nách bằng ngang vai trừ đi 3 phân rưỡi, ngang nách ngang ngực bằng 1/4 vòng ngực 21 rưỡi,
cộng với một cử động. Ngang eo bằng 1/4 vòng eo. 66 16 rưỡi cộng 3 phân ly cộng 1 cử động. Ngang mông bằng 1/4 vòng mông. 88 22 cộng 1 cử động. Sẽ vẽ bút chì, mình sẽ từ ngang mông mình sẽ lấy ngang gấu vào bằng ngang mông trừ đi 3. Có được mấy điểm này sẽ nhớ lại. Từ ngang nách xuống ngang ngực là một đường thẳng. Từ xuống eo các bạn lối thẳng trước. Các bạn sẽ luyện cong vào đây. Xa gấu 1/5. Các bạn chia đôi đường chéo nách này ra để vẽ vòng nách này. Ok. Tâm ly sẽ bằng khoảng cách hai đầu ngực chia 2. Mình cho khoảng cách là 16 chia 2 bằng 8. Okay, các bạn đo trên người nhá. Hạ chân ngực. Đi 3 phân. Đi bay từ từ hạ ngực xuống 5 phân. Phần ly mình cho 3 phân. Đầu ly cách hạ ngực 3 phân rưỡi. Nhớ thẳng đây. Các bạn vẽ cổ tròn ra cho mình nhé. Ngang cổ 10 phân. Sâu cổ từ sâu cổ của bạn xuống 5 phân. Giảm cổ 0,5. Cổ các bạn chừa 1. Vai chừa 1/5. Lách chừa 1. Sườn chừa 1/5. Đấu mình cách bằng. Thank you.
Ok, đây xong phần trước. Mình sẽ vẽ phần sau nhé. Phần sau thì các bạn sẽ đặt lên hai mép vải gập vào nhau. Đặt thân trước lên này. Các bạn sẽ sang dấu cái đường sườn này cho mình, sang dấu trước đã. Dâng vai 1 phân rưỡi. Hàng nách thụt xuống theo ly banh 3 phân. Sau đó là eo trên, eo dưới, hạ mông. Xin gấu. Sau các bạn bỏ thân trước là kẻ lại cái đường hàng nách này, eo trên, eo dưới, hạ mông của gấu. Võng lưng thì các bạn giảm võng lưng cho mình từ eo dưới võng vào 2 phân rưỡi. Mông võng vào 1 phân rưỡi. Từ mông đến gấu các bạn sẽ lấy thẳng cho mình 1 phân rưỡi. Bạn lưu ý mình quên mất này, với váy út chì các bạn nhớ chừa mình đoạn này 4 phân để mình làm xẻ nhé, mình quên mất chừa nhé, tí mình sẽ cấy ra sau. Ngang cổ thân sau lớn ngang cổ thân trước 1. Sau cổ 4 phân. Nối phần sau cổ này lên trên. Cái này hơi võng một ít. Cho này hơi võng một ít này. Mình tính ngang vai bằng vai chia 2 giữ nguyên. Chéo nách bằng ngang vai chia 1 rưỡi. Chia đôi đường chéo nách. Nối điểm chia đôi lên ngang nách, vẽ vòng nách. Các bạn tính ngang nách thì tính từ đường này, từ đường giảm, từ đường bổ sống lưng này đi ngang ra bằng 1/4 vòng ngực giữ nguyên. Tính từ đây ra bằng 1/4 vòng ngực giữ nguyên này. Đây là 21 rưỡi, 86, 21 rưỡi thì đặt 21 rưỡi vào đây. Rồi sẽ đến đúng điểm này thì ok, bằng đúng ngang nách luôn.
ngang eo mình sẽ tính từ đường bổ sống lưng đi ngang ra bằng 1/4 vòng eo giữ nguyên. Cái này để mình kiểm tra nhá, chỗ này thừa bao nhiêu mình sẽ chiết ly bấy nhiêu. Đây mình đo là 16 rưỡi, đây thì chỗ này đang thừa ra là 2/5, thừa 2/5. Từ đây ra đây thừa 2/5, thì tí nữa mình sẽ chiết ly 2/5 vào đoạn eo này. Ngang mông 1/4 vòng mông giữ nguyên 22. Ok. Này là vì chân váy bút chì nên nó có sẻ sau nhé. Bây giờ mình sẽ cấy thêm đất. Vừa nãy mình quên mất nhá. Vẽ trên vải các bạn sẽ phải chừa ra. Đây mình quên không chừa. Bạn sẽ dán đoạn này lại cho mình. Ok. Sau mình dán xong này, mình sẽ đây. Xẻ thì từ gối lên 14 phân. Từ phần gấu đi lên 14 phân. Hơi chéo. Đất xẻ rộng 5 phân. Đất xẻ 5 phân nhá. Phần xa gấu các bạn xa cho mình 1/5. Mình sẽ giảm chỗ này cho nó ôm cổ, giảm một ít thôi. Ok, từ đây giảm một ít thôi. Giờ mình sẽ cắt này. Cổ chiều 1, vai chiều 1/5, bổ sống lưng chiều 2 phân, xẻ các bạn chờ mình 1 phần, xẻ cắt đứt. Nách chiều 1, sườn chiều 1/2 đến 2 phân. Gấu cắt bằng theo đường xa gấu. Vẽ ly các bạn sẽ chia đôi ngang eo ra cho mình. Chia đôi ngang eo. Chia từ đây đến đường bổ sống lưng. Chia đôi ra được bao nhiêu nhá?
19 rưỡi này, 9,75. Các bạn chia đôi đến điểm giữa rồi lùi về đường sống lưng này một phân cho mình, lùi về đây. Từ điểm chia đôi lùi về sống lưng một phân giữa một phân. Ok đây. Đoạn này vừa nãy mình đo thừa 2 phân rưỡi thì bây giờ mình sẽ chiết ly vào đây 2 phân rưỡi. Ok. Đây, hai thân trước và thân sau. Vậy là mình vừa giới thiệu xong với các bạn cách cắt váy đầm liền cơ bản. Mọi người cảm thấy video hữu ích hãy like, share và subscribe cho mình nhé. Xin chào.